Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phá án TV. Thưa quý vị, tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng, để lại hệ lụy kéo dài suốt nhiều năm. Câu chuyện xuất phát từ việc nghe lời thầy bói phán, con dâu có chồng cõi âm cùng với việc gia đình hay có chuyện lục đục. Bản thân thường xuyên đau ốm nên mẹ chồng của hung thủ lại càng một mực tin lời thầy bói rằng con dâu chỉ đem đến điểm dở cho gia đình. Từ việc mẹ chồng thường buông lời rẻ rúng, xúc phạm, bêu rếu con dâu khiến nàng dâu vô cùng căm tức. Và điều kinh hoàng đã xảy ra. Chi tiết vụ việc này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một buổi chiều tháng 7 năm 1988, anh Lê Văn Ba, một thanh niên trú thôn 4, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ căn nhà nhỏ của hàng xóm là bà Lê Thị Lan. Anh Ba chạy vào thì thấy bà Lan ôm bụng quằn quại, bát cơm ăn dở vung vãi dưới nền đất. Biết có chuyện chẳng lành, anh vừa gọi thêm mấy người nữa đưa bà Lan đến bệnh viện Hội An cấp cứu. Nhưng đến 21 giờ cùng ngày, bà Lan đã chút hơi thở cuối cùng. Trong lúc hấp hối, bà cầm chặt tay người cháu trai là anh Nhị ứa nước mắt. Vợ thằng Pháp sát hại cô rồi. Kết quả giám định pháp y cho thấy bà Lan tử vong do ngộ độc thuốc. Trước một vụ việc có tính chất hình sự, lực lượng công an lập tức vào cuộc. Kết quả kiểm nghiệm mẫu cơm trong chiếc bát bà Lan ăn dở và mẫu cơm còn trong nồi, cơ quan chức năng phát hiện trong đó lẫn một loại hóa chất diệt côn trùng có độc tính mạnh. Như vậy, nghi án bà Lan bị đầu độc là có cơ sở. Thông tin thu thập được cho thấy Nguyễn Thị Ngọc, con dâu bà Lan, là nghi can số 1. Khi đó Ngọc mới 21 tuổi. Cô gái thôn quê quen cảnh chân lấm tay bùn này kết hôn với con trai bà Lan là anh Đỗ Pháp được 1 năm và đang mang thai đứa con đầu lòng. Là người cùng làng xóm, bà Lan biết khá rõ về Ngọc và không ngăn cản hay phàn nàn gì khi anh Pháp muốn cưới Ngọc làm vợ. Nhưng khi sống chung dưới một mái nhà, bà Lan và con dâu bắt đầu có những mối mâu thuẫn âm ỉ, nhất là những lúc khó khăn, túng quẫn hoặc bà Lan đau ốm trở nên khó tính. Những xung đột này bùng lên quyết liệt hơn bởi gã thầy bói phán bừa. Một ngày đầu xuân năm 1988, chị gái anh Pháp có chồng ở cùng thôn dù bà nội của Ngọc đi xem bói ở chợ chùa bên xã Duy An. Nhân tiện, hai người nhờ thầy xem giúp cho vợ chồng anh Pháp một quẻ về gia sự và hỏi Ngọc sẽ sinh con trai hay con gái. Gã thầy bói nghe hỏi liền phán, Ngọc đi tắm sông, bị bà tổ cô của phạt bắt mang thai với một người cõi âm. Như vậy, Ngọc có hai người chồng, một người cõi âm, một người cõi dương, tức là anh Pháp. Do ghen tuông với anh Pháp nên người chồng cõi âm quậy phá khiến gia đình nghèo khó không ngóc đầu lên được. Một người trong nhà đau ốm liên miên, Ngọc mà ở trong nhà, có ngày bà Lan và con trai sẽ gặp đại nạn. Tin lời phán về việc con dâu mang lại đen đủi, bà ghét Ngọc ra mặt và liên tục to tiếng. Bức xúc, Ngọc nhiều lần đòi anh Pháp phải dọn ra ở riêng. Nhưng vì không nỡ để mẹ già đơn chiếc, anh Pháp không đồng ý. Quan hệ giữa hai vợ chồng càng trở nên căng thẳng, anh Pháp vài lần đánh Ngọc. Bất mãn, Ngọc viết đơn ly hôn và bỏ về nhà cha mẹ ruột. Dù vợ đang bụng mang dạ chửa, nhưng từ khi Ngọc bỏ đi, anh Pháp và mẹ không hề quan tâm thăm hỏi. Người đàn bà bụng mang dạ chửa cảm thấy bị hắt hủi và rất căm hận mẹ chồng. Khi cơ quan công an triệu tập lấy lời khai, Nguyễn Thị Ngọc quanh co chối tội, nhưng sau đó phải thừa nhận đã bỏ thuốc độc vào nồi cơm của mẹ chồng. Ngày 10 tháng 7 năm 1988, Ngọc đến nhà bà Võ Thị Lương ở thôn 4 Duy Vinh để mua hai gói thuốc diệt ruồi mang về nhà cha mẹ ruột, đổ chung vào một túi ni lông, chờ cơ hội thực hiện ý đồ tội lỗi. Biết anh Pháp lên núi xa đãi vàng chưa về và bà Lan ở nhà một mình, chiều 18 tháng 7 năm 1988, Ngọc lẻn về nhà chồng. Lúc này, bà Lan vừa nấu cơm chiều xong, Ngọc lẻn vào bếp, đổ gói thuốc diệt chuột vào nồi cơm rồi đi về nhà cha mẹ ruột. Khi bước ra cổng, Ngọc tình cờ giáp mặt người hàng xóm và người này trở thành nhân chứng giúp vạch rõ tội lỗi của Ngọc. Mắt kém do bị lòa, bà Lan không hề thấy Ngọc vào nhà, cũng không phát hiện cơm trong nồi đã sới lẫn thuốc độc. Nên khi người hàng xóm ra về, bà Lan lấy cơm chan canh ăn. Đang ăn giữa chừng, thuốc độc ngấm khiến bà Lan bị ngộ độc, đau thắt bao tử nên gọi hàng xóm kêu cứu. Trước khi qua đời tại bệnh viện, bà Lan trăng chối rằng cô con dâu đã sát hại mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc. Sau đó, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Ngọc về tội sát hại người. Lúc này, Ngọc vừa sinh con gái. Nhận định nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo là nông nổi, có một phần nguyên nhân do cách hành xử của anh Pháp và chính nạn nhân Lê Thị Lan. Đồng thời, Ngọc mới sinh con nhỏ,
tòa sơ thẩm đã xử bị cáo Nguyễn Thị Ngọc 5 năm tù về tội sát hại người cho hưởng án treo. Sau đó, người thân bà Lan có đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tối cao, đề nghị tòa phúc thẩm xét xử lại theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Ngọc. Vị chánh án chủ trì buổi xét xử bác bỏ lý do mà Nguyễn Thị Ngọc biện hộ và đanh thép lên án. Chỉ vì những xung đột trong cuộc sống mà Ngọc đã cố ý tước đi sinh mạng của mẹ chồng già yếu bệnh tật. Hành vi của bị cáo không những vi phạm pháp luật mà còn trái với truyền thống đạo đức, gây căm phẫn bất bình trong dư luận. Án sơ thẩm xử phạt Nguyễn Thị Ngọc 5 năm tù cho hưởng án treo là quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc. Tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc 8 năm tù về tội sát hại người dưới mức quy định của khung hình phạt và cho bị can được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, năm 1990, Ngọc đã để con cho bà ngoại và bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Ngọc trên toàn quốc. Lần dở hồ sơ truy nã đối tượng Nguyễn Thị Ngọc, Đại tá Trần Anh Quân, trưởng phòng cảnh sát truy nã Công an Quảng Nam cho biết, Nguyễn Thị Ngọc là một trong 4 đối tượng bỏ trốn lâu nhất trong số 79 đối tượng truy nã bị bắt giữ, vận động ra đầu thú trong năm nay. Việc truy lùng đối tượng này khiến lực lượng công an tốn khá nhiều công sức. Sau hơn 20 năm, hung thủ vụ án sát hại người năm nào có thể nghĩ pháp luật không thể lần tìm ra. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an vẫn miệt mài lần tìm dấu vết tội phạm. Vài năm sau, khi được Thượng úy Lê Minh Vân, một trinh sát dày dạn kinh nghiệm, cho xem tấm ảnh đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc, anh Hát, một người dân ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam khẳng định, gần 20 năm trước, anh có gặp Ngọc tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và yêu mến cô gái này. Nhưng cô gái lấy tên là Sương, quê ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, nghe nói Ngọc đến với một người thợ cơ khí. Anh Hát không hề biết gì về quá khứ trước đó của Ngọc. Vài năm sau, anh Hát về quê, không biết Ngọc giờ ở nơi đâu. Câu chuyện anh Hát kể lại cũng góp thêm những thông tin quý về Nguyễn Thị Ngọc. Trong những lần đi bắt tội phạm ở thành phố Hồ Chí Minh, các trinh sát lại nghe ngóng, tìm kiếm, nhưng đối tượng vẫn như bóng chim tăm cá. Lúc này, B, con gái của Nguyễn Thị Ngọc và anh Đỗ Pháp lỡ lớn, có chồng con ở xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trinh sát được biết, mấy năm trước, B từng vào thành phố Hồ Chí Minh, ở nhà cậu ruột ở quận Gò Vấp và làm công nhân may. Thượng úy Vân nhận định, trong thời gian này, B có thể đã gặp mẹ ruột. Gặp mặt B hỏi trực tiếp, sợ bứt dây động rừng, anh nhiều lần tìm cách dò hỏi, thông qua một vài người bạn của B, nên lần nào B cũng trả lời chưa bao giờ gặp lại mẹ. Kiên trì tìm kiếm, lần theo các mối quan hệ của B, Thượng úy Vân nắm được thông tin trong thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh, có vài lần B nhờ bạn trở đến nhà người quen ở một con hẻm đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh và ở lại qua đêm. Đi vào tra cứu hàng trăm hồ sơ nhập khẩu và tạm trú, cuối cùng xác định đối tượng nghi vấn có đăng ký tạm trú KT3 mang tên Trần Thị Sương, trú hẻm 128 Bạch Đằng. Kiểm tra đối chiếu cho thấy người này đúng là Nguyễn Thị Ngọc. Lúc này, Ngọc đang sống với người chồng thứ hai, có một con gái 17 tuổi và một con trai 8 tuổi. Khi tổ công tác do Thượng tá Lê Tự Pháo, Phó trưởng phòng cảnh sát truy nã vừa xuất hiện tại nhà và cất giọng quảng đặc sệt, Nguyễn Thị Ngọc buộc miệng, tôi biết rồi, cũng có ngày hôm nay. Đến lúc này, chồng và hai con của Ngọc mới ngẩn người ra khi biết quá khứ lầm lỗi của Ngọc. Run rẩy trả lời các câu hỏi của điều tra viên và bày tỏ ăn năn, Ngọc khai trước khi gặp người chồng hiện tại phải đi bán vé số dạo kiếm sống. Trong quá trình trốn chạy, điều khiến Ngọc đau khổ nhất là nỗi nhớ con. Khi B khôn lớn, Ngọc tìm cách liên lạc với B, gọi B đến nhà chơi nhưng không dám thể hiện thân phận là mẹ của B trước mặt chồng. Ngọc cũng vô cùng day dứt khi mẹ ruột mất, Ngọc cũng không thể về quê chịu tang. Khi tội ác bị phơi bày, Ngọc lại thêm nỗi sợ là không biết sẽ đối mặt thế nào với người nhà anh Đỗ Pháp. Tuy nhiên, đã xảy ra một tình huống mà tổ công tác của phòng cảnh sát truy nã Công an Quảng Nam chưa từng gặp. Đó là đối tượng bị tầm nã Nguyễn Thị Ngọc là một bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Mỗi tuần, Ngọc phải vào bệnh viện chạy thận nhân tạo để lọc máu 3 lần, sức khỏe rất kém. Sau khi kiểm tra hồ sơ, làm việc với bệnh viện nơi Ngọc đang điều trị, tổ công tác xác định việc bắt giữ, di lý về Quảng Nam có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của kẻ bị tầm nã. Trước tình thế đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tạm thời không bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc, giao đối tượng cho gia đình quản lý và nhờ chính quyền địa phương giám sát. Hồ sơ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Nam. Chiều 29 tháng 10 năm 2012,
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Nam cho biết, sau khi kiểm tra hồ sơ, đã làm việc với Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam để đề nghị hoãn thi hành án đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc. Thưa quý vị, có thể Ngọc sẽ thoát khỏi thi hành mức án 8 năm tù được tuyên trước đó, nhưng sự cắn rứt lương tâm trong bao năm trời lẩn trốn và sự hành hạ của căn bệnh hiểm nghèo cũng đã là một bản án không kém phần cay nghiệt cho tội lỗi mà Ngọc đã từng đoạt mạng mẹ chồng. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.